về nghị quyết đại hội, thực hiện các nền tảng pháp luật dân chủ của cơ sở, tạo môi trường lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ hội viên nhân dân, với sự phòng ngừa ngăn chặn các sai phạm chính trị của chính quyền cơ sở, về phát triển đúng mục tiêu khoảng 104 cột, nội dung về công tác hội và phát triển nhân dân. Kiểm tra chuyên đề gồm kiểm tra chuyên đề về thực hiện kế hoạch số 59, kế hoạch 60, 61, 27, 82, 19 của ban thường vụ hội đồng nhân dân, vừa thực hiện quyết số 104, 105, 106 của hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương 87. Trong các tổ chức và thời đại biểu hội đồng cấp xã cơ sở, việc kiểm tra thực hiện chỉ thị số 13 ngày 28/2021 của ban thường vụ thành ủy, vừa lãnh đạo thực hiện đề án nâng cao vai trò mặt trận tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong các tổ chức đảng đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố Hồ Chí Minh. Hội phối hợp phòng y tế kiểm tra việc an toàn thực phẩm và các cơ sở sản xuất và bán nước trên địa bàn xã Bình Mỹ với hai cuộc. Trong năm, hội đồng nhân dân tổ chức hai đoàn giám sát. Qua đây. Trời ơi, nó tét cái nhánh trên này. Đó, vì gãy nhánh lên nó sụ rồi cái này. Chặn mấy đây nè, cho tao đi qua mấy đây nè, đừng cho qua mấy đó. Cắt mạch này nó đi xuống nha cả nhà. Trễ quá trễ. Gán cũng không gọi nổi nên là thôi xuống mai làm tiếp. Hy vọng là cái nhánh dãy nó không bị gãy lìa khỏi nhánh để nó còn dính lại nha các bạn. Nó gãy nó rớt lum. Rồi. Hên, rớt xuống không sao. Quẹt cái bóng đèn cái mà không sao. Gài vô cái nạn dứt rồi. Đầu ô cái sao cái lỗi coi nè, cái nhánh mà cái lỗi. Lỗi đẹp dữ vậy. Lỗi văng luôn nè. Cái này chắc 8-9 tắc hoành quá trời. Đem tay. Thì ba có thằng cột cái thòng lọng để đu người xuống. Thank you.
Vì bự nó cột khó vậy đó cả nhà, nó cứng nó dữ lắm, cứng. Xuống cho nó nhanh quá, leo lên lâu quá. Ôi trời, tay chân trời. Cái da nó dày, già quá nè. Cái tay mình xuống miệng mình với cây. Thôi, quê bà con mình mạnh khỏe nha. Quá trời mồ hôi rồi. Chúng mình giờ đi lao mình chơi chứ chưa dám tắm. Vậy là cũng đã xong. Đã xong, xong buổi chiều. Hẹn thôi, Toàn hẹn cả nhà vào sáng hôm sau để Toàn tiếp tục Toàn quay cho cả nhà xem những cái phần nhánh còn lại nha. Rồi, giờ cũng vào sáng ngày hôm sau rồi, mà sáng nay trời mưa cả nhà. Mới sáng trời mưa nên là trễ trễ rồi mới lên cưa, 9 giờ rồi. Đây, có nhờ mấy chú lên kéo ba cái Toàn lên. Chứ leo móng lên thì đuối lắm. Kéo lên cái thước mấy, 2 thước. Hai ba, 30 ký à? Hai ba, nói là nói là một cái cô. Hai ba, lên luôn. Coi nhìn cái dương nha. Hai ba. Chút nữa. Hai ba. Cái nữa, cái nữa. Hai ba. Được chưa? À, lên nữa. Cái nữa. Hai ba. Vậy chưa? Cái nữa thôi. Nhẹ. Thôi. Nhẹ nữa. Thôi. Rồi. Bình thường leo móng là leo khoảng 15 phút mới lên tới đá này nha. Bây giờ chưa được 1 phút nữa lên tới.
gài cái này xuống sâu quá sâu rồi. Bạn còn mới cắt cái nhánh nhỏ. Bạn còn lấy chân đạp phụ ra quá sâu rồi. Cái này thì kéo kích lên là không bao giờ kích lên nữa, nhánh này nặng nữa. Không nhúc nhích trời. Theo. Rồi, xuống. Xuống. Xuống từ từ, còn nạn dưới lên nha. Kéo ra đi, kéo ra luôn. Xuống đi. Vừa chứ đừng, ngã lên miếng chứ đừng. Để nó dướng cái nạn dướng bây giờ nè. Xuống ở đây được rồi. Rồi giờ chọi vô bên đây luôn đây nè, chọi mấy đây nè, cái xe lên trần tròn cái luôn. Đó, đó, ta chạy vô mày luôn rồi. Xuống ở đây. Xây qua kia con hơn, xây qua con đèn con hơn. Nào nó xuống nhiều quá trời bự rồi. Luồn quá, cái luồn quá cái liền. Nắm cái nhánh giật ra. Nắm cái nhánh giật ra cái nó ra rồi. Xô nó ra không được ơi. Đừng nó tại nó dựa vô cái sau kìa, xô nó ra cái. Xô nó ra cái nữa. Nắm kéo cái đọt này qua bên con là lụm nè chứ đừng. Cái nữa ra rồi bộ. Nắm kéo cái đọt qua con cái lụm rồi. Để qua con luôn, xéo qua con luôn. Thank you.
Rồi hiếp lam luôn rồi. Hên gỡ được. Bà có thằng nói cái nhánh này nó muốn tét. Gió thổi gì ba? Gió thổi này dặn mình bị mấy nhánh muốn gãy à. Bởi bà có thằng nhá vô nó hiếp miệng. Đây ngoài đây thì dây điện quá trời dây điện luôn rồi cả nhà. Dây điện dây wifi. Bởi vậy có cái hai cái camera nữa nè. Bởi vì kéo ra khó khăn gì đâu. Nhất là luồn mấy cái dây này qua dây điện nè. Vũ lên cái. Ơi. Vũ nhanh mắt. Mạnh. Xuống lên gần rồi. Tôi thường là quay cái phần cây này. Cái nhánh cây nó bị xé cho cây này xin. Cất gì dù luôn rồi. Bà còn mới nói đó. Trời ơi, nó dặn nó xé đây nè. Gió thổi nó xé đây nè. Nè cả nhà. Xé nè. Bởi vậy mới nhá vô cái hiếp làm luôn.
Rồi, con nó dập nát hết trơn rồi nè. Nói cái thì thời gian nữa mà không tỉa cành là thôi hư luôn. Rớt nguyên nhánh này xuống nhà bên kia là rồi. Vô đây đi thầy. Chưa xuống nữa. Nhấp vô. Mạnh, thúc cái nữa. Dưỡng nạn rồi. Nó bị gài sâu quá rồi, ba con thằng lấy xin sử dụng. Chắc chịu cái nhánh lại. Gãy rồi. Tại đây nó mạnh, anh rút cho mạnh cái giọt nha.
hai nhánh cà xà neo, xà neo chính. Rồi dục dây chéo lại đi. Bà dịnh chi dụ cho chú được đi. Nó bị dướng dưới đây, nó chéo ngoan dây dưới đây rồi. Đế Vĩnh hoài ạ. Còn nhánh trên nữa nè. Chú đường đang nhịn dây, hụt dây vậy. Chứ ông nhóm chứ bự lên giùm con cái chứ không. Ê, cái đọc kiến. Thúc như vậy nè. Rồi hết nhánh đã. Rồi cây này thì đã cưa tỉa cành xong rồi nha cả nhà. Cái này mà cưa mà bấm sâu xuống cái thân đó nữa là nó khó liền da, khó áo với da cái mặt cây á, nó sẽ chết. Tôi sẽ trừ những cái này nó lại. Cái cây này cũng cả trăm năm tuổi rồi cả nhà, nó cũng già lắm rồi. Giờ bắt đầu sẽ đu dây lớn xuống. Chú đường này ai ai chọc là một tờ sáu rồi. Đúng không? Cái từ ngồi làm vô rồi là ngồi. Đúng rồi. Vô đường ơi. Vô đây. Ngồi ba. Ba có toàn tức chữ thề luôn. Mình ở trên là nắng mà nó mệt nữa, mình lính giá cái dưới đó là trước mắt là mình mệt thêm, mình đổi la là để còn khổ luôn. Rồi xong, cái này cũng đã xong rồi. Tôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.